Thưa quý vị, ngày 16 tháng 8, tại cuộc họp kéo dài hơn 5 giờ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh bàn về các biện pháp thực hiện nghị quyết 86, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã phân tích cụ thể những hạn chế trong công tác chống dịch thời gian qua và đặt ra nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đặc biệt, ông Nên nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang đi trong cơn bão và không còn cách nào khác là phải vượt qua. Theo đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá thành phố đã trải qua hơn 2 tháng giãn cách xã hội, có kinh nghiệm và trưởng thành hơn, càng làm càng chắc chắn, có niềm tin trong từng việc mình làm. Bên cạnh đó, hệ thống điều trị ngày càng được cải thiện, đến nay có 70-80.000 giường bệnh ở 3 tầng điều trị. Ông đề nghị khắc phục tình trạng bệnh nhân khó khăn trong việc tìm cơ sở điều trị. Bí thư cũng khẳng định cộng đồng xã hội cả trong và ngoài nước ủng hộ cả trung ương và địa phương, hỗ trợ từ cái nhỏ tới cái lớn chính là chỗ dựa rất quan trọng để thành phố vượt qua khó khăn, tự tin chiến đấu. Ông Nên nhận định nghị quyết 86 là mệnh lệnh hành động cho lãnh đạo và nhân dân thành phố, muốn một ngày không COVID-19 thì thành phố phải tự vượt qua bằng sức của mình. Chúng ta đang đi trong một cơn bão, muốn đi qua nó là phải vượt qua bằng sức của mình chứ không có thể cách nào khác cả. Chúng ta phải quyết tâm chính trị cao nhất của từng đồng chí. Đó cũng là mong mỏi tột độ của đảng bộ và đồng bào thành phố chúng ta. Ngay chúng ta cũng mong lắm, chúng ta đã sống trong hơn 2 tháng, trong cái nỗi khổ rồi, chúng ta thèm một ngày hòa bình lắm, một ngày không có Covid lắm, cho nên phải ráng mà vượt qua bản chất của mình. Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư quán triệt, việc đầu tiên là thực hiện triệt để chỉ thị 16. Về xét nghiệm, Bí thư Nên cho biết, thành phố đã qua 3 giai đoạn xét nghiệm. Trước đây, thành phố tập trung xét nghiệm truy vết, đưa ra chỉ tiêu từ 20 tháng 6 đến 10 tháng 7, xét nghiệm khoảng 500.000 mẫu một ngày. Nhưng đó chỉ là mong muốn, thực tế không làm được. Về vaccine, ông Đen cho biết, Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, khái niệm vùng xanh hiện đang được dùng để chỉ những vùng an toàn, chưa có những ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, hay có những ca đã mắc và đã khỏi bệnh được một thời gian. Việc thực hiện chốt bảo vệ vùng xanh đã nhận được sự hưởng ứng của người dân khắp nơi trong cả nước, ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Ở Cù Lao Long Phú Thuận, huyện Hồng Ngự có 3 xã, thì 2 xã Phú Thuận A và Long Thuận đã phát sinh ca mắc COVID-19. Bị bao quanh bởi những vùng đỏ, chính quyền và nhân dân xã Phú Thuận B đã thực hiện nhiều giải pháp không để mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn, quyết tâm bảo vệ cho được số lượng vùng xanh vốn đang ít dần đi ở huyện Hồng Ngự. Đặc biệt, khi huyện này có 10 xã thị trấn, thì đã có hết 7 xã thị trấn ghi nhận ca dương tính. Những ngày trước, xã Phú Thuận A và Long Thuận đã xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Điều này đồng nghĩa với việc xã Phú Thuận B đang bị kẹt giữa hai điểm nóng về dịch bệnh. Với phương châm tăng cường vòng ngoài, siết chặt vòng trong, Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận B đã thiết lập 3 chốt kiểm soát dịch tại địa bàn giáp danh với xã Phú Thuận A, xã Long Thuận và bến phà Mương Lớn qua thành phố Hồng Ngự. Một ngày có 3 ca, 1 ca là 8 tiếng, 1 ca trực là có 2 đồng chí trực. Khi có người lạ mặt hỗ trợ qua màu chạy xe qua thì tôi kiểm tra giấy tờ đủ phòng chống dịch và kiểm tra hàng hóa đủ điều kiện tôi cho qua, còn nếu không đủ tôi xin kêu người ta quay về. Để bảo vệ vùng xanh, điều quan trọng nhất chính là sự đồng lòng, tự nguyện của người dân trong khu vực. Có thể nói, hiệu quả cao nhất từ khi thực hiện mô hình bảo vệ vùng xanh chính là ý thức tự giác của người dân được nâng cao hơn. Chính bản thân và gia đình tôi cảm thấy là bảo vệ một cái vùng xanh là một cái niềm là hạnh phúc cho cả một cái thôn xã khỏi mà gây ra cái dịch bệnh, đó là cái điều tốt nhất cho cái bản thân và gia đình của tôi. Rất là thấy yên tâm là bởi vì là ở đây chúng tôi được bảo vệ, trong đó có anh em chốt trực ngày đêm và thực hiện theo cái chỉ thị của cấp trên. Thì do đó là các thành viên trong tổ chúng tôi thì hết sức là an tâm và tin tưởng. Khi mà có người lạ mà đến thì cái việc đầu tiên đó là chúng tôi sẽ bắt họ đi xuống trạm y tế để mà khai báo y tế. Thứ hai là chúng tôi sẽ báo qua bên cái chính quyền địa phương và những người mà phụ trách bên những cái chốt đó, thì để họ đến và họ kiểm tra về cái lý lịch của bản thân người đó. Xã Phú Thuận B là cửa ngõ duy nhất của Cù Lao Long Phú Thuận đi qua thành phố Hồng Ngự. Mặc dù thiết lập vùng xanh và kiểm soát chặt chẽ những người phương tiện qua lại địa bàn,
Tuy nhiên, chính quyền địa phương xã Phú Thuận B vẫn tạo điều kiện để các loại nông sản được lưu thông. Đây là giải pháp hợp tình, hợp lý để vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa bảo đảm tiêu thụ được hàng hóa cho vùng trồng rau màu Cù Lao Long Phú Thuận. Thành lập hai cái tổ thu mua nông sản cho bà con ở nông dân địa phương để chuyển ở trên khác, và những cái vùng qua địa bàn xã thì xã cũng tiến hành các chốt kiểm tra là an toàn thì sẽ tiến hành cho qua để lưu thông hàng hóa. Với tinh thần mỗi gia đình, mỗi tổ, mỗi ấp là một pháo đài chống dịch, tỉnh Đồng Tháp đã đặt ra mục tiêu nhanh chóng thu hẹp vùng đỏ và mở rộng vùng xanh. Đây cũng đang là giải pháp chung của các địa phương trên địa bàn cả nước để kéo giảm từ nguy cơ rất cao thành nguy cơ cao và xuống không còn nguy cơ. Để làm được điều đó, trước hết phải bảo vệ được vùng xanh đang có. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 8, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận chùm ca bệnh COVID-19 tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, sau 21 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng. Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều tra xử lý với trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Theo đó, ngày 6 tháng 8 năm 2021, trường hợp bệnh nhân nam 27 tuổi có địa chỉ tại thôn Đông Hương, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh là nhân viên giao hàng của chi nhánh Viettel Post Lương Tài, có tiền sử dịch tễ đi giao nhận hàng tại kho khu vực 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và có tiếp xúc với khoảng 10 nhân viên kho hàng. Ngày 13 tháng 8 năm 2021, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, mệt mỏi. Ngày 14 tháng 8 năm 2021, đến phòng khám sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm test nhanh và PCR dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua giám sát, điều tra truy vết, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại cộng đồng với tổng số 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đều là nhân viên giao hàng của chi nhánh Viettel Post Lương Tài. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, Bắc Ninh, Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thông báo danh sách các trường hợp trên cho các địa phương liên quan để phối hợp thực hiện thần tốc truy vết, cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần. Các khu công nghiệp cần thường xuyên đánh giá an toàn COVID-19 trong khu công nghiệp, tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để lây nhiễm vào khu công nghiệp. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với cả hệ thống chính trị, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã khẳng định được vai trò nòng cốt, tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các chiến sĩ công an đã không ngừng quyết tâm vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Ca trực đêm của các chiến sĩ công an tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Nhận thông tin gấp về việc trên địa bàn có đối tượng nghi nhiễm COVID-19, ngay lập tức các chiến sĩ công an xuống cơ sở nắm tình hình, nhanh chóng tham gia với đơn vị liên quan để truy vết, xác định mốc dịch tễ của các trường hợp liên quan. Thực hiện đề án công an chính quy đi đảm nhiệm chức danh công an xã, nên là lực lượng công an phường cũng mỏng, nhưng mà tuy nhiên với cái trách nhiệm và cái nhiệt tình trong công việc thì chúng tôi vẫn đảm đương tốt và những khó khăn thì chúng tôi truy vết kể cả là nửa đêm, kể cả là về bất kể giờ nghỉ, giờ ăn trưa, chúng tôi nhận được thông tin là chúng tôi đều cử một tổ công tác xuống, ít nhất là 2 người xuống phối hợp với trạm y tế để truy vết theo những đối tượng đã được xác định là có biểu hiện đi từ vùng dịch về. Để giúp người dân yên tâm, không hoang mang và lo lắng, lực lượng công an cơ sở đã phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tuyên truyền đến từng đường làng ngõ xóm với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để cho người dân về những điều cần biết và cách phòng dịch bệnh COVID-19, đồng thời cung cấp số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh để người dân kịp thời phản ánh các thông tin cần thiết tới lực lượng chống dịch COVID-19. Đối với lực lượng công an thì chúng tôi đánh giá rất cao, các đồng chí không quản ngày đêm. Khi có những thông tin cần thiết, kể cả 12 giờ đêm, 1 giờ đêm, các đồng chí đều có như vậy là truyền tin đến chúng tôi và cùng đến thực tế địa bàn để xác minh, truy vết những trường hợp là những nơi khác đến ngay trong đêm và phối hợp với lại kể cả y tế phường cũng rất là tốt. Ngay khi có dịch bùng phát trở lại vào tháng 4, tỉnh Yên Bái đã kích hoạt 9 chốt kiểm dịch y tế liên ngành.
những chiến sĩ cảnh sát giao thông luôn túc trực thường xuyên trên đường, yêu cầu các lái xe thực hiện khai báo y tế, phân luồng xe cho xe đỗ khẩn trương, khoa học, đảm bảo không xảy ra va chạm, ùn tắc cục bộ giao thông, nhất là không để lọt bất kỳ trường hợp nào vào địa bàn mà không được kiểm soát y tế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đấy là về vấn đề khó khăn về trời mưa. Còn khi trời nắng thì nhiệt độ lên rất cao, mà khi đứng ở ngoài đường, mặt đường bê tông thế này được khoảng độ 30 phút thì là rất là khó chịu. Tuy nhiên là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì anh em chúng tôi là vẫn thực hiện cái tinh thần là quyết tâm chống dịch như chống giặc. Mọi người vẫn cố gắng hết sức nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và không cố gắng là không để cho bất kỳ một phương tiện và người cá nhân nào là đi qua chốt kiểm dịch mà không khai báo y tế. Hiện tỉnh Yên Bái có hàng chục nghìn lượt người về đến từ vùng dịch được kiểm soát, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm ngay tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành. Qua đó góp phần mang đến sự an toàn cho nhân dân, và đó cũng là nhờ vào sự đóng góp quan trọng của các lực lượng công an nhân dân tuyến đầu chống dịch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của VTC Now. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Phố chưa chủ động được nguồn vaccine nên có nguồn nào dùng nguồn đó. Cuối cùng, Bí thư nhắc nhở công tác truyền thông phải minh bạch kịp thời, đi về một phía.